sáng ra xà lơ anh em mất tội là mất mũi. Ngửa tay bắn cá vô kéo hết dây luôn rồi. Giờ lội, mày lội theo là mày lội vô tới trọng luôn á. Lúc trong này, cái 8 mét dây rồi. Giờ lội luôn rồi. Dạ rồi rồi. Đây bác ba, đi theo bác ba. Vậy tới bu con hả? Bu con. Trời ơi, sáng xà lơ. Ngu chết, bệnh tật gì. Nó giò trà bá luôn, đi lội anh vua luôn. Sáng rảnh rỗi chơi ngu nha anh em. bắn cá giờ sáng nè lội uống nguyên ca quèo nè. Ôi ôi chết bệnh tật thì chết rồi, tới nè tới nè, tới coi bê nè rồi bác ba rồi dính rồi nè, ông đi quán ba dở lên nè, ừ dính đầu luôn rồi lẹ lẹ, ba đi coi dở nè, chết luôn dính đầu luôn rồi. Ừ, nhóc luôn, nhóc khóm luôn. Cái vàng. Rồi, ở trong cái vầy còn hơn ở ngoài nữa đó. Giờ lũi rồi. Mày động nó phải chạy tới rồi. Hello anh em. Hello anh em. Cái này là ngu chết chịu nghe anh em. Làm cái lửa luôn. Ê, cái mương nhỏ mình hình như có mua hẩm tác ở bầy rộng gì kìa. Có bọt kìa. Mày là ngu chết chịu nè. Tới nó nung một cái bực cái là xong luôn. Nắng rồi đó, đứng nước bắt ba nè. Nó leo lên trên này, nó bị dướng không mát rồi. Anh đi bao bao đi, bây giờ đi, con kỳ đi chợt được đi. Sáng rảnh rỗi xanh nông nổi. Rồi ba lần đó rồi ba lần đây luôn. Hai lần đây nó thiếu nữa. Hơn rồi, hơn nữa mưa rồi. Hơn nữa mưa rồi. Là quấn đó. Ừ, con trốn này nắng. Quấn mà con cá đâu? Cá ly tết nữa. Gãy ra khỏi đó là kéo nó được lại được rồi. Nè. Chạy nữa. Để tàu lá nhé. Ok, để cho tiền bê xử lý đi, mình ẩm bé Ngọc qua bên kia. Và đây. Tới chưa? Qua tới người qua tới cái đuôi dừa bên đây. Đừng đâu à? Ê, gì nhích vào tới đây rồi? Thay dung nhích đám con máu bên đây nè. Em đầu cái tay mày trong mà dài vào tới đây. Giờ thay nhung nhích đám con máu đây. Bác ba có sợ rồi. Dính bác ba. Chơi cái trò này. À. Thấy mới nhích đầm vào đây giật cái mát nhỏ luôn. Chơi trò này nữa.
Bác ba ơi. Con ngồi chỗ đâu? Ngồi đại vô. Dựng bác ba nè. Thôi con ngồi chút thằng đây kìa. Thôi ngồi vừa đi. Thấy chưa? Nắm cái đuôi thì nó im ghê vậy. Cái vô nắm cái đuôi bóp chặt là nó im ghê. Yêu cầu nắm nắm được cái bóp chặt là im ghê. Bóp ra, tôi vô nhà bóp ra ở đó. Ừ. Ai coi đúng lần kia rồi con chạy lại đây nha. Mang không chết. Không có chạy lại rồi không có em. Ừ, bê có cái mai quá trời nụ rồi bê. Hết sức nụ luôn, nụi nụi luôn á. Bỏ máy luôn anh em ơi. Ơi. Ôi. Ôi ơi. Con cá. Quăng lên bờ đi, quăng lên bờ đi, đi lên bờ đi rồi dây nó tự xả mà. Con cá đẹp quá. Nè, tiếng về. Rồi dính nè anh em. Rồi để đi qua bển phụ. Sáng bắn nè. Ôi, ôi nó bự. Dép này nhà xi nhê vậy. Cái vô 3 kg. Ba gì con này mà ba kiếm thì sợ ngập luôn cái mũi này. Ngập ngạnh luôn anh em. Ngồi vô mà, vô sinh sống luôn. Rồi mà lấy ra chứ giờ không lấy được nó. Cắn dây ra đi. Hùng miếng này. Trời ơi sao phải cắn bằng bằng cái răng nha. Cái lưỡi tay lưới luôn kìa. Lưỡi nào đâu đó? Lưỡi bỏ chứ không kìa lâu lắm. Thôi là tiêu rồi. Rồi cái dài cái dầu. Nè, cầm cá cầm nè, cầm cá lại qua cho. Nè nè nè. Nè, ba chụp hình cho. Đứng kế bên nè, ba để kế bên. Đâu có gì đâu. Rồi. Sợ con cá bự quá sợ con. Nè. Rồi thôi mình kết thúc video nghe nè. Anh em xem có hay cho mình like được sáng nha. Cho B nghe. Quá cho bự rồi, sáng ngu nè. Hoàng nguyên cái đống con mát luôn nè. Dây siêu hoàn luôn. Cá bự thiệt. Cá về dây không đứt là cái dây siêu bền này.